Sao khó đi dữ vậy? Ráng tập đi đi, từ từ cũng quen à. Trong nhà cũng cho mang giày chi vậy ông nội? Chứ mỗi lần mày chằn hãng mày đái cái chân mày dính vô nước đái. Trầy trét trong nhà thấy gớm mày biết dơ lắm không? Vậy chứ không nghĩ ông mang mấy đôi giày này vô cho tôi rồi tôi ỉa đái được chắc. Mày nói chuyện ngu gì mày cởi giày ra. Ông rảnh quá. Trời ơi, sao mang giày vô cho con chi vậy? Giày đẹp mà. Nè, ăn không? Lại đây. Ăn. Trời ơi, đi kiểu này biết chừng nào mới tới. Mày lại đây với tao đi đậu ơi. Đậu người đi quậy mới vậy nè trời. Trời ơi nó khổ. Ăn uống cũng phải sành điệu biết không? Ủa mang về hiệu đi ăn mới gọi là sành điệu hả? Tôi đang sống trong cái thế giới tầm tối gì vậy nè trời. Trời ơi, kiếp này đầu thai anh cờ hó bộ chưa đủ hay sao còn mang dài cho tôi chứ cho trời. Mày tưởng con nào cũng được mang giống mày hả? Tôi là giống cái mà tại sao không mua guốc cho tôi mang, ông mang dài cho tôi vậy làm sao đi được trời. Chán không thiệt luôn á. Bà, tôi hỏi bà thiệt nha, bà mang dài gì cho tôi vậy, bà có cảm thấy bà sung sướng không? Tôi cảm thấy tôi đang tự kỷ lắm mày đó. Đi mà cái háng nó cứ chà bãi hoài sao lại mang gì được. Khổ ghê vậy. Rồi sao, thích không? Thích cái gì? Đôi dài với gì mày? Ông cánh sen luôn á, đẹp không? Ông nghĩ có đẹp không? Chứ tôi thấy nó bất ổn lắm mày đó. Ông mua đâu vậy? Hàng hiệu đi ti. Ê, vậy phải chạy qua bển gấp mới được. Chạy bển gì? Cái đôi này hay lỏng quá. Đó rớt luôn thấy chưa? Nó lỏng mà lỏng à. Nuôi tôi lớn gì bụng biết sai chân tôi nhiêu hả? Là bơn cởi mới đôi giày ra giùm tôi đi mấy má. Mang vô như vậy sao tôi đi ăn Tết được trời? Mang đi luôn nhìn đẹp mà con. Nhìn sang chảnh nữa, sang chảnh nè. Sang chảnh mà nội tôi sang chảnh. Cái này ông mua ở đâu vậy? Bà đặt mua bên hàng hiệu đi ti chứ đâu. Trời đất ơi, bển có bán mấy giày dành cho con nữa hả? Không phải, ở bển bán dành cho người không à. Hàng super fake, nhìn giống y như hàng thiệt mà giá rẻ cũng cực kỳ mềm. Ông tháo ra cho tôi đi. Đâu? Quay tay chiên nè con, lại đây. Hả? Phải tay á. Ê, trời ơi, ê, không ổn rồi, bị chuột rút rồi. Chuột rút ngay háng rồi. Vậy là giờ không ăn phải không? Khó đi quá trời luôn à. Hay á, trời ơi, rút thêm ngay háng trước rồi. Mang giày đau háng quá. Ôi đất ơi, gì với mấy má? Ta mang giày vô chứ tôi chị mấy má. Tập thể dục dưỡng sinh nè mấy má. Mấy má không mua giày ở bên hàng hiệu DT á. Mấy má xài mình đi. Mấy người coi đi, có thấy vui không? Mấy người vui không? Đi cái chà bãi gì sao làm ăn gì được trời. Tháo qua giùm đi mấy ông nội ơi. Làm ơn please. Cởi giùm đi ông nội. Đúng là cuối năm xui thiệt á chứ. Mực, trình diễn thời trang cho ba coi. Ủa bốn cái chân của con đâu rồi ba? Bốn cái chân của con kìa. Này giống như bốn cây que của hàng nào á. Đi mà cảm giác sắp xếp nó không đều vậy trơn, sao kỳ công vậy trời. Làm ơn đừng có may mấy đôi giày này cho tôi mang nữa nha. Lô, xếp hàng ngay ngắn rồi con. Ngay ngắn được cái con khỉ máu hết chưa ngay ngắn. Bà nội ca đi biết khi nào mới tới trời. Hàng ngoài đi nha, lượm trái banh coi. Đang lượm nè, cắn nát cái banh rồi bỏ ghét. Hôm nay bà tới hàng hiệu DT mua giày. Sợ mày không có quà mày buồn cho nên ba mai đôi giày cho mày mang á. Chụp. Ba đừng có mai giày cho con nữa nha, chạy mỏi háng lắm.